có cần cầm nó không hay là nhấc này luôn? Để nó làm được chưa có đúng ha. Để cái này xuống trước rồi bỏ này lên thôi. Lấy khẩu trang ra, lấy khẩu trang ra. Thank you.
cơm trắng mình ăn có cái canh có gì đó đỡ. Ăn mình ngày hôm nay mình ăn quen ba miếng cái đồ kia đó. Cái canh chua, đậu mặn, tiếu xào. Catfish, right? Yeah. Sweet basil with pork. Cloud pork or flavor? Huh? Cloud pork or flavor? Pork. Also spicy fried? Yeah. You want to add it? To fry it in your basil? Okay. Yes. Spicy. Fried. Sophie, yeah. Chân trước chân sau đẹp hơn chân trước chân sau cái chân ở chân sau gần hai cái đầu gối chân dựng đựng nó hở ra không đẹp. Ôi đẹp quá, đẹp cái thân nhà, để cho nó vung lên, để cho nó vung lên, để cho nó vung 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 cái đó là đẹp lắm á.